Khi thấy đoàn người ngày càng đông bước theo Thích Minh Tuệ, càng ngày càng đông, và họ bày tỏ lòng thành kính một cách rất là chân thành, thành kính. Thì trong đám đông đó, dĩ nhiên tôi không có mặt trong đám đông, nhưng mà tôi có mặt trên các phương tiện truyền thông để có thể mình cũng biết được những gì đang xảy ra xung quanh. Thì tôi thiết tưởng là trong đám đông đó không phải mọi người một lòng một ý đâu. Có nhiều lý do để theo Thích Minh Tuệ. Thế nhưng mà một trong những lý do, có thể tôi nghĩ là lý do lớn, lý do chính, đó chính là cái sự khao khát trong tâm hồn của họ. Người ta vẫn cứ nói với nhau trên cuộc đời này thì ai cũng thích mình được hạnh phúc, mong ước như vậy. Ai cũng mong muốn cho mình có một cuộc sống cho nó khá giả. Người ta hay dùng cái cụm từ giống như một thứ thành ngữ: vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi. Đấy là cái ước mơ mà có lẽ là tự nhiên, là cái mẫu số chung. Thế nhưng mà khi nhìn vào hiện tượng Thích Minh Tuệ thì ta thấy cái điểm quy chiếu có lẽ nó không phải là điều chúng ta đang nói. Không còn cần gì nữa. Dường như là không cần gì cả. Ở góc độ nào đó thì là một kẻ bần hàn. Tài sản là con số 0. Bần hàn. Nhưng mà cái sâu xa, cái động lực thúc đẩy để mà cái tiến trình hay là cái con đường để đi tìm nó là cái gì? Thì tôi nghĩ đó là đi tìm hạnh phúc. Đi tìm cái sự giải thoát. Buông bỏ để mình có được hạnh phúc. Buông bỏ để mình được giải thoát. Nó không còn bám víu vào vật chất, vào danh lợi, vào bất cứ lời khen tiếng chê hay một cái thứ gì mà trần gian tìm kiếm nữa. Và ở góc độ này, một chút nào đó tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Vì sao mà? Tôi nhớ một ca từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: tôi là ai mà còn trần gian thế? Chính bản thân mình, tôi cũng sống đời tu. Dĩ nhiên, con đường của nhà Phật thì khác con đường của Kitô giáo. Nhưng mà, tự chung, chúng ta thấy mẫu gương của Đức Giêsu. Khi Ngài mời gọi các môn đệ, thì Ngài không hứa hẹn cho các môn đệ của mình một cuộc sống sung túc theo kiểu của thế gian. Chim trời có tổ, con chồn có hang, con người không có nơi gối đầu. Và Đức Giêsu mời gọi: ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thế thì theo Chúa, đấng hoàn toàn tự do bát ngát với cuộc đời, không bám víu vào bất cứ thứ gì, vác thập giá, không phải chỉ của bản thân, mà của cả nhân loại. Và chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta là môn đệ của Thầy. Bản thân tôi ý thức mình là môn đệ của Thầy. Và tôi cảm thấy xấu hổ ở cái chỗ là chắc chắn Thầy Thích Minh Tuệ không biết Chúa Giêsu. Hay là có biết thì biết trên danh tự xưng vậy thôi. Thích Minh Tuệ đang muốn theo con đường của nhà Phật. Nhưng mà cái gặp nhau ở đây là cái sự buông bỏ. Buông bỏ để tìm giải thoát. Còn người Công giáo chúng ta buông bỏ để bước theo Chúa Kitô. Bước theo Chúa Kitô. Và tôi có thể thấy ở trong cái hiện tượng này, cái hiện tượng mà người ta đi theo Thích Minh Tuệ đông như vậy, đảnh lễ như vậy, đấy là một cái khao khát tâm linh thực sự. Khao khát tâm linh thực sự. Và tôi nhớ lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đại Lục: con người thời nay thích chứng nhân hơn là thầy dạy. Đôi khi tôi lại cảm thấy nhột một chút nữa. Khi mình đứng trên bục giảng, thầy dạy, thì có thể người ta cười, người ta bảo: anh hãy sống những điều anh dạy đi. Một cái gương lành, một cái đời sống, từ nó có thể có một cái sức lan tỏa rất là mạnh. Cho nên người ta bảo được rằng hương thơm thì không thể bay ngược gió. Hương thơm của loài hoa thì nó theo gió nó bay. Nhưng mà nhân đức thì nó lội ngược dòng. Nhân đức có thể bay ngược chiều gió, có thể lan tỏa. Mà hiện tượng Thích Minh Tuệ, người ta cảm phục bởi vì những gì ông làm,
chứ không phải những gì ông nói. Dạ. Lời nói là bạc, và những gì thực hiện nó mới là vàng. Và cái đấy là cái điều tôi suy nghĩ đánh động nơi bản thân mình. Những gì mình nói có thực sự mình khao khát mình sống hay không? Và tôi cũng nhớ lại khi mà được Đức Giám Mục đặt tay truyền chức, thì Ngài căn dặn ngay lúc được làm phó tế đó: con hãy giảng điều con tin và hãy sống điều con giảng. Đó luôn luôn là một cái thách đố, một cái khắc khoải. Và khi nhìn vào đám đông chạy theo Thích Minh Tuệ, thì tôi nhớ câu chuyện tin mừng Đức Giêsu chạy lòng thương khi thấy đám đông bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt. Họ khao khát một cái gì đó là chân chính, khao khát một cái nẻo đường tự do. Chính vì vậy mà doanh nhân thì cũng bỏ mọi sự, muốn buông bỏ theo thầy. Một mái tóc đẹp như thế nào rồi cũng muốn xuống tóc cách nào đó theo thầy. Có một cái sức lan tỏa. Thì nhân cái chuyện này, chúng ta bàn với nhau về cái khắc khoải tâm linh. Con đường nào cho chúng ta? Con đường nào cho những người môn đệ của Đức Kitô? Con đường nào cho cái sự hạnh phúc?